Đối với câu hỏi liên quan về tố chất thì chắc là đa số các bạn nghe về cái từ tố chất các bạn sẽ cảm thấy nó rất là e ngại, bởi vì nhiều bạn tự hỏi là ủa cô ơi, lỡ em không có tố chất thì sao? Thì cô cũng có một cái câu trả lời cho các bạn, đó là các bạn không cần tố chất gì đặc biệt hết đối với môn ngoại ngữ, mà cần hai yếu tố thôi. Thì hai yếu tố này không thể gọi là tố chất. Yếu tố thứ nhất đó chính là các bạn cần có sự đam mê và cái sự yêu thích, thì đây chính là cái động lực và sức mạnh ban đầu để các bạn vượt qua những cái trở ngại, những cái bỡ ngỡ xa lạ khi tiếp xúc với một cái ngôn ngữ như là mới như là tiếng Hàn Quốc. Và một cái yếu tố thứ hai đó chính là sự kiên trì. Thì cái việc khi mà các bạn học một cái ngôn ngữ như là tiếng Hàn Quốc chẳng hạn, nếu như mà các bạn suy nghĩ là tôi sẽ dành hết trong khoảng 6 tháng hay là 12 tháng để tôi lĩnh hội hết ngôn ngữ này, để tôi có thể đi làm thêm, tôi có thể kiếm tiền được, thì cô cũng nói với các bạn đó là việc học ngôn ngữ đó chính là một cái quá trình mình tích bụi ở trên cửa khung cửa sổ. Có nghĩa là sao các bạn? Một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày các bạn học tiếng Hàn, các bạn sẽ thấy ô tôi chẳng có phát triển gì hết. Thậm chí tôi học một tháng, hai tháng tôi thấy là chưa biết được gì nhiều. Và khi mà đặc biệt là sinh viên năm ba, các bạn càng học các bạn càng thấy là nó quá là mênh mông. Nhưng mà các bạn nên nhớ, mỗi khi gặp khó khăn như vậy, các bạn nhớ lại cái điều cô anh nói, đó là việc học ngoại ngữ là tích bụi trên cửa sổ. Một lớp, hai lớp, ba lớp mà trong một tuần, hai tuần mình chưa thấy cái gì khác biệt hết. Nhưng mà qua hai tháng, 3 tháng, 6 tháng, 1 năm, 2 năm, 3 năm, các bạn cứ đều kiên trì mỗi ngày cho cô, thì lúc đó các bạn sẽ thấy là cái trình độ ngôn ngữ của tiếng Hàn của mình sẽ tăng lên rất là nhiều. Nên các bạn nhớ giùm cô hai điều. Thứ nhất đó là gì? Đó là sự đam mê, yêu thích. Và thứ hai đó chính là sự kiên trì. Khi mà các bạn học chuyên ngành Hàn Quốc học, các bạn sẽ học các kỹ năng như là nghe, nói, đọc, viết, ngữ pháp của tiếng Hàn. Và sau đó các bạn sẽ tiếp xúc với lại các môn học liên quan đến kiến thức cơ sở, như là các bạn học về văn hóa Hàn Quốc, văn học Hàn Quốc, kinh tế, địa lý, văn hóa, con người của Hàn Quốc. Và sau đó là các môn học liên quan để các bạn vận dụng đi làm sau khi tốt nghiệp. Đó chính là các môn học như là tiếng Hàn biên phiên dịch, tiếng Hàn giáo dục, hay là tiếng Hàn về kinh thương, kinh tế thương mại, tiếng Hàn về du lịch, tiếng Hàn bất động sản, vân vân. Đối với các chuyên ngành mà các bạn đã được học ở trong bộ môn Hàn Quốc học, thì sau khi tốt nghiệp các bạn sẽ có thể ứng dụng rất rất là đa dạng các công việc. Ví dụ như là các bạn đầu tiên nhiều nhất đó là các bạn vào trong các doanh nghiệp tập đoàn Hàn Quốc đang đầu tư tại Việt Nam. Thì hiện tại thì Hàn Quốc đang là một trong ba quốc gia đầu tư nhiều nhất ở Việt Nam với khoảng là 5.000 dự án. Nên là thực sự cơ hội việc làm mở ra cho các bạn rất là nhiều. Ngoài ra các bạn cũng có thể là làm việc ở các doanh nghiệp Việt Nam nhưng mà có yếu tố Hàn Quốc. Có nghĩa là sao? Các doanh nghiệp Việt Nam này có liên kết, có hợp tác với Hàn Quốc thì các bạn cũng có thể làm việc. Ngoài ra các bạn cũng có thể là xin vào làm việc ở trong các trường đại học, các viện nghiên cứu, các trung tâm giảng dạy tiếng. Hoặc mình là lúc đó mình sẽ trở thành một giáo viên dạy tiếng Hàn. Ngoài ra các bạn yêu thích về mảng du lịch thì các bạn cũng có thể học thêm một số kiến thức về cái lĩnh vực hướng dẫn du lịch. Và các bạn sẽ trở thành một hướng dẫn viên du lịch tiếng Hàn chẳng hạn. Nếu mà nói về dặn dò cảnh báo thì chắc là các bạn sẽ rất là e ngại cô anh. Thực tế thì những bạn sinh viên năm nhất khi mà gặp và tiếp xúc với cô trong cái môn nhập môn Hàn Quốc học hay là môn trải nghiệm ngành thì đều có một cái nhận xét chung là cô anh rất là nghiêm nghị và khó tính. Nhưng mà thực tế những anh chị năm tư, nhất là những anh chị mà đã tốt nghiệp đại học rồi thì hầu như thì xem cô anh như là một người cô rất là thân thiết và có khi lại là những người bạn mà tư vấn cho các bạn khi mà gặp khó khăn trong học tập. Cho nên là các bạn sinh viên năm nhất thì sẽ cảm thấy cô là hơi nghiêm nghị khó tính đó nha. Vậy thì đăng ký xét tuyển ngay vào Văn Hiến đi. Chờ chi?